Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, huyện sẽ thầy tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, chúc các đơn vị trong năm mới hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục đổi mới hình thức sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, sản lượng chế biến, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện sẽ thay có 26 doanh nghiệp đang hoạt động với 1.765 lao động. Các doanh nghiệp đã thực hiện trúng hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế tiền thưởng đã thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung thỏa thuận. Đến nay, có 9 doanh nghiệp thưởng Tết nguyên đáng năm 2024 cho người lao động, mức thấp nhất là 2,5 triệu đồng một người, cao nhất là 12 triệu đồng một người.